Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ ba, ngày 30 tháng 1, 2024. Trước thềm năm mới, Michael xin chúc các bạn cho một những ngày cuối năm vui vẻ, thư giãn và trong năm mới nhiều thành công tốt đẹp nhất. Có một thông cáo báo chí, Tổng thống Philippines gặp riêng Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, tập đoàn Vingroup. Hà Nội ngày 29 tháng 1, 2024, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và phái đoàn cấp cao của Philippines đã có cuộc gặp riêng với Chủ tịch tập đoàn Vingroup là ông Phạm Nhật Vượng và các cán bộ lãnh đạo tập đoàn. Tham gia cuộc gặp cùng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. còn có Bộ trưởng Ngoại giao Enrique A. Manalo, Bộ trưởng Công thương Alfredo E. Pascua, Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco T. Laurel, cùng lãnh đạo một số cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn của Philippines. Tại cuộc gặp, Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng đã giới thiệu với Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. về công ty trong hệ sinh thái Vingroup đang có kế hoạch đầu tư vào thị trường Philippines, trong đó đặc biệt là VinFast, thương hiệu xe ô tô điện toàn cầu với các dòng sản phẩm đa dạng như xe máy điện, ô tô điện, xe buýt điện. Bên cạnh việc kinh doanh xe điện, Chủ tịch Vingroup cũng trình bày triển vọng hợp tác phát triển các dịch vụ công cộng như xe buýt, taxi, đào tạo sinh viên chuyên ngành AI và y khoa. Hoan nghênh ý định đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực của Vingroup vào Philippines, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết Vingroup rất nổi tiếng ở Philippines, có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của nước này, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện và pin. Philippines đang trong quá trình tái cơ cấu ngành giao thông vận tải với việc thay thế dần những phương tiện cũ và thực hiện kế hoạch hiện đại hóa, trong đó tìm kiếm nguồn cung ứng xe điện là một phần quan trọng. Philippines hiện đã thông qua luật hỗ trợ xe điện, khuyến khích nhập khẩu linh kiện xe điện và mong muốn thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia lắp ráp xe điện trong nước để tạo thêm giá trị cho nền kinh tế. Ngoài ra, Philippines cũng mong muốn tham gia vào chuỗi cung ứng pin xe điện bằng việc chế biến khoáng sản để phục vụ cho sản xuất pin. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. cho biết Philippines may mắn sở hữu đầy đủ các thành phần cần thiết để sản xuất pin cho xe điện với trữ lượng cobalt, đồng và nickel dồi dào. Hiện tại, Philippines vẫn đang xuất khẩu khoáng sản thô. Chúng tôi mong muốn gia tăng giá trị cho Philippines bằng cách tự chế biến khoáng sản trong nước và hy vọng có thể thành lập nhà máy sản xuất pin. Tất cả những điều này đều phù hợp với tầm nhìn của Vingroup. Tổng thống Philippines cũng khẳng định chính phủ của nước này đang đẩy mạnh mẽ việc cải cách hành chính, giảm bớt các thủ tục để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Tổng thống chào đón Vingroup đến Philippines và cho biết các cơ quan chính phủ Philippines sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ Vingroup và các công ty con trong quá trình đầu tư kinh doanh. Chủ tịch tập đoàn Vingroup cảm ơn Tổng thống Philippines và hứa sẽ giao ngay cho các công ty thuộc tập đoàn kết nối với các đối tác. Cơ quan liên quan của Philippines đề xuất tiến việc nghiên cứu tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Ông Phạm Nhật Vượng cũng khẳng định Vingroup coi Philippines là một trong những thị trường đặc biệt quan trọng
trong chiến lược vươn ra khu vực và quốc tế. Theo kế hoạch, VinFast sẽ là công ty đầu tiên thuộc tập đoàn Vingroup chính thức đầu tư vào Philippines ngay trong năm 2024 với việc thiết lập mạng lưới kinh doanh ô tô, xe máy điện. Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng kinh doanh tới tối thiểu 50 quốc gia trong năm nay của VinFast, trong đó xác định Đông Nam Á là một trong những khu vực trọng điểm. Vừa rồi là bản tin Tổng thống Philippines gặp riêng Chủ tịch Phạm Nhật Vượng, tập đoàn của Vingroup ngày hôm qua 29 tháng 1, 2024. The Prime Minister of Vietnam and the Chairman of Vietnam's National Assembly. We discussed the strengthening of bilateral relations through people-to-people exchanges.